Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Cuộc sống 24 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Chương trình ngày hôm nay ngày 24 tháng 4 năm 2016, tôi là Thầy Dương. Còn tôi là Xuân Tú và chương trình sẽ bắt đầu với phần điểm nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Trong chương trình sáng, tìm hiểu của phóng viên VTC14 xung quanh vụ việc tại Thái Bình, ba học sinh bị đình chỉ vì được cho là đã tè bậy ở trường. Người dân Huế thích thú vì được tận mắt nhìn ngắm bảo vật hoàng cung thời Nguyễn. Trong chương câu chuyện buổi sáng, nhiều ý kiến trái chiều xung quanh nội dung cấm người mẫu, hoa hậu chụp ảnh khỏa thân theo thông tư 01/2016 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành. Số người chết trong vụ động đất 7,8 độ Richter xảy ra tuần qua ở Ecuador đã tăng lên gần 650 người. Lại hành trình 70 năm của hãng xe Vespa, một trong những biểu tượng rực rỡ nhất cho thẩm mỹ và sự trẻ trung của Italy. Theo tóm tắt tình hình vụ việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cá chết xuất hiện lần đầu tiên tại xã Kỳ Lợi, rồi đến Kỳ Hà, Kỳ Ninh thuộc thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, sau đó lan dần ra các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Các cơ quan chức năng đã thu giữ 42 mẫu cá gửi đi kiểm tra, đồng thời hướng dẫn khuyến cáo người dân không dùng cá chết làm đồ ăn cho người và vật nuôi. Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh khẳng định cá chết là do độc tố, nhưng để xác định độc tố là gì thì tỉnh Hà Tĩnh không đủ điều kiện để giám định và cần phải các bộ ngành liên quan vào cuộc. Tại cuộc họp, đại diện tỉnh Quảng Bình cũng cho rằng tuy chưa thống kê được mức độ thiệt hại, nhưng vụ việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế xã hội và du lịch của địa phương. Hiện tại hầu như ở các chợ việc kinh doanh về thủy sản bị ngưng trệ. Một số tàu biển đánh bắt xa bờ sau khi về phải vào Đà Nẵng bán. Tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cũng đã báo cáo lên các bộ nguyên nhân cá chết là do độc tố trong nước biển và đặt ra nghi vấn tại sao cá chết nhiều nhất tập trung tại Hà Tĩnh và đề nghị kiểm tra các cơ sở xả thải ở Hà Tĩnh. Về nguyên nhân, ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, bộ này và các cơ quan đã có kết luận bước đầu có thể loại bỏ nguyên nhân do dịch bệnh và nguyên nhân là do ô nhiễm nguồn nước. Về nghi vấn có khả năng độc tố trong nguồn nước, các bộ đã lấy mẫu, đang xác định chính xác độc tố đó là gì và sẽ sớm cung cấp. Với nghi ngờ xả thải từ doanh nghiệp trong khu kinh tế Vũng Áng, thì các bộ cam kết sẽ tiến hành kiểm tra và đưa ra nguyên nhân cuối cùng. Trước mắt, các bộ đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn cho người dân phân biệt giữa cá chết do nhiễm độc với cá tự nhiên và hướng dẫn ngư dân tiêu thụ sản phẩm. Tiếp theo chương trình sẽ là chuyên mục điểm báo với những thông tin đáng chú ý được phản ánh trên các trang báo số ra sáng ngày hôm nay. Và mở đầu là bài viết được đăng tải trên tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn, bài viết của tác giả Bảo Uyên với nhan đề Hàng Thái len lỏi từ siêu thị cho đến chợ. Không cần phải đến cửa hàng chuyên bán hàng Thái Lan hay đợi đến các kỳ hội chợ, người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh hiện có thể dễ dàng mua sắm hàng Thái tại hầu hết các kênh phân phối trên thị trường. Hàng hóa Thái Lan xuất hiện ở nhiều nơi từ siêu thị, cửa hàng trực tuyến cho đến các chợ lớn, chợ nhỏ với sự đa dạng về chủng loại và mẫu mã. Người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm mua hàng Thái đủ chủng loại từ đồ gia dụng, thời trang, điện tử hay thực phẩm đã qua chế biến. Chiếm chưa tới 5% trong số hàng nhập khẩu, hàng Thái ở siêu thị Big C chỉ tập trung vào các hàng nhựa gia dụng, hàng thủy tinh và bánh kẹo. Ở mặt hàng nhựa gia dụng, hàng Thái có nhiều mặt hàng chuyên dụng, tiện ích hơn so với hàng Việt. Còn mặt hàng thủy tinh, do trong nước đã ngừng sản xuất nên hàng Thái gần như không có sự cạnh tranh nào. Không chỉ được đánh giá cao về mẫu mã, kiểu dáng, chất lượng vượt trội so với hàng Việt, nhiều chủ hàng quần áo còn cho biết xét về giá cả, hàng Thái mua xỉ rẻ hơn hàng Việt cùng chủng loại khoảng 30% và có khi lên đến 50%. Ngày càng có nhiều người có xu hướng sử dụng hàng Thái. Có thể xem hàng Thái là một xu hướng tiêu dùng mới của người Việt hiện nay. Ông Vũ Quốc Thắng, giám đốc trung tâm mua sắm Thái Lan tại đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh nhận định, nhu cầu sử dụng hàng Thái của người dân tăng vọt, số lượng hàng hóa mà cửa hàng của ông nhập về tăng gấp đôi so với cách đây từ 2 đến 3 năm. Tại các hội chợ hàng Thái, nhiều khi chúng tôi không đủ hàng để bán. Người Việt có tâm lý xính hàng ngoại, hàng chất lượng tốt, giá cả phải chăng. Các tiêu chí này hàng Thái đáp ứng được cả nên rất hút khách. Chưa kể, hàng Trung Quốc có quá nhiều tai tiếng nên giờ người dân lại càng chuộng hàng Thái hơn. Tiếp theo sẽ là một thông tin liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng đăng tải trên báo Kinh tế Đô thị trang 15 với nhan đề Mối lo từ các chợ đầu mối.
Bài viết của tác giả Thiên Tú của tờ báo này, một bài viết điều tra, theo chân các cán bộ của Chi cục Thú y Hà Nội đến kiểm tra nhiều quầy hàng, điều đáng ghi nhận ban đầu là tất cả các chủ quầy đều xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của thịt. Sản phẩm thịt lợn, thịt gà được bày trên phản có lăn dấu kiểm dịch thú y. Tuy nhiên thì theo quan sát của phóng viên, nhiều quầy bán thịt không đảm bảo yêu cầu vệ sinh do chất trên các kệ gần mặt đất. Đáng nói là hầu hết các quầy hàng đều bày bán ngoài trời, chỉ có bạt tre nên không đảm bảo vệ sinh khi thời gian bán kéo dài tới tận trưa, nhất là mùa hè nắng nóng. Tại chợ Phùng Khoang thì điều kiện vệ sinh cũng chưa đảm bảo, ngay cả bằng cái nhìn cảm quan. Nơi pha thịt đặt ngay dưới đất, cống rãnh nhấp nháp nước, thậm chí có hộ còn làm lòng ngay dưới mặt sàn. Dù đa số thực phẩm đã được kiểm soát nguồn gốc, song theo một số cán bộ thú y thì tình trạng bán hàng chui lủi không rõ nguồn gốc vào chợ thì vẫn còn đang tồn tại, khiến cho người dân cảm thấy khá lo lắng về sức khỏe khi sử dụng những thực phẩm thế này. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình điểm báo là bài viết được phản ánh trên trang 6 báo Lao Động số ra cuối tuần. Bài viết với nhan đề xúc tiến du lịch Việt Nam ra nước ngoài, thiếu chuyên nghiệp và hiệu quả kém. Trong buổi tọa đàm về xúc tiến du lịch nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2016 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 4 vừa qua, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã chia sẻ câu chuyện buồn về cách quảng bá du lịch của Việt Nam tại nước ngoài. Một câu chuyện 50 doanh nghiệp Việt hồ hởi tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế ITB 2016 ở Đức, nhưng rất nhiều trường hợp đi theo kiểu bỏ thì tiếc mà đi thì chẳng biết làm gì, hay vừa sang đã về hoặc là vật vờ chờ kết thúc rồi lại thi nhau kêu tốn tiền mà chẳng được lợi. Bà Đặng Bích Thọ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hà Nội Red Tour, bắt bệnh tính hiệu quả của việc tham gia các hội chợ du lịch quốc tế của Việt Nam chưa cao, vì lâu nay vẫn làm theo kiểu nước đến chân mới nhảy. Cơ quan nhà nước thông báo kế hoạch tham gia gấp rút làm doanh nghiệp vắt chân chạy theo. Còn doanh nghiệp thì lại quá thụ động trong việc tổ chức và chưa dành ra quỹ riêng để đầu tư cho việc xúc tiến quảng bá du lịch. Đến lúc gần diễn ra mới nháo nhào vì vé máy bay hay thắc mắc vì vị trí gian hàng của doanh nghiệp không được thuận lợi. Đó là những sai sót vẫn thường gặp trước khi mỗi hội chợ xảy ra. Có hai niềm vui trong hội thảo về TPP. Một là lần đầu tiên trong một hội thảo về TPP có đông người tham dự và còn ngồi đến tận cuối chương trình. Và hai là cẩm nang của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI in và phát tặng doanh nghiệp tham dự. Đó là phát biểu của ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tại hội thảo Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, những điều doanh nghiệp cần biết vừa qua. Và về vấn đề này, báo Thế giới Tiếp thị trang 5 có bài Hội nhập nho đã chín, cáo có lấy được không? Niềm vui của ông Hưng rất hợp lý khi mà trước đó ông Ngô Trung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên Bộ Công Thương, người tham gia đoàn đàm phán TPP, than rằng 6 tháng nay kể từ khi TPP được chính thức kết thúc đàm phán và 2 tháng kể từ khi TPP được ký kết, đoàn đàm phán chưa nhận được bất cứ thông tin, câu hỏi nào từ doanh nghiệp trong nước. Mặc dù sau đó, ông Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch Ủy ban Tư vấn Chính sách Thương mại Quốc tế VCCI cho biết, mỗi ngày Trung tâm WTO và Hội nhập VCCI vẫn nhận được câu hỏi của doanh nghiệp gửi tới, song so với những gì cần biết về TPP thì những tìm hiểu đó vẫn là quá ít. Luật sư Hưng cũng nói là tới giờ này mà doanh nghiệp còn mù mờ về TPP. Khi ông hỏi doanh nghiệp nhỏ sẽ gặp thách thức gì, nguy cơ nào, đáp lại là sự không biết gì hết. Ông Huỳnh cũng dẫn lời cảnh báo của các chuyên gia là doanh nghiệp Việt Nam ngày càng nhỏ và xu hướng thì ly ti hóa, số ít doanh nghiệp vượt qua được thì cũng ở mức độ nào đó chứ không thể lớn thêm được nữa. Và liệu rằng Việt Nam có thoát được bẫy thu nhập trung bình hay không là câu hỏi đang được nhiều chuyên gia đặt ra nghi vấn. Thưa quý vị, hiện nay thì số người mắc ung thư mới ngày càng gia tăng, số người chết vì ung thư không giảm. Ung thư đang gây nên nỗi lo sợ cho toàn xã hội, nhưng phòng chống và tầm soát như thế nào dường như tất cả chúng ta đều đang lúng túng. Trên trang 8 và trang 9 báo Tuổi Trẻ số ra cuối tuần có đặt ra câu hỏi, chúng ta đang đối diện với ung thư như thế nào? Ngày nay ra ngõ thì gặp bệnh nhân ung thư, câu nói đó quá đúng và một sự thật không thể chối cãi là số lượng bệnh nhân ung thư gia tăng mỗi ngày. Tuy nhiên Việt Nam không phải là nơi có tỷ lệ ung thư mới mắc cao. Một số bài báo mạng đang lan truyền với tốc độ chóng mặt làm hoang mang dư luận bằng những thông tin cho biết Việt Nam thuộc top 2 thế giới về tỷ lệ mắc ung thư, bệnh nhân ung thư ở Việt Nam nhiều nhất thế giới, tỷ lệ tử vong do ung thư ở Việt Nam cao nhất thế giới. Đây là những thông tin sai lạc gây tác động tiêu cực, thực hư ra sao? Thực tế, trong thời gian vừa qua, vấn đề thông tin và tuyên truyền phòng chống ung thư đã bị lệch lạc. Thay vì nhấn mạnh việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư để cải thiện thời gian sống và tỷ lệ tử vong, chúng ta đang tập trung vào vấn đề thực phẩm bẩn như là nhân tố làm bùng phát ung thư, một hiện tượng chưa được chứng minh.
Một vấn đề khác cũng làm sai lệch nhận thức về bệnh ung thư ở nước ta là cách dùng từ top 2. Nhóm 2 hoàn toàn khác với top 2. Việc dùng từ top 2 làm người ta nghĩ tỷ lệ mắc ung thư ở Việt Nam đứng thứ 2 trên thế giới, mà thật ra là 106 trên 184. Người Việt Nam có ưu thế về việc kiểm soát cân nặng, tỷ lệ béo phì là 3,5% so với Mỹ là 35%, cũng như chế độ ăn uống hợp lý, nhiều chất xơ, ít thịt đỏ và ít mỡ. Tuy nhiên thì yếu tố về nguy cơ về bia rượu và thuốc lá lại bị bỏ qua. Tỷ lệ người Việt Nam hút thuốc lá vẫn ở mức cao và đang dẫn đầu ở mức tiêu thụ bia ở vùng Đông Nam Á, đứng thứ 3 tại châu Á. Rượu bia và thuốc lá lại có giá cả hợp lý nên người dân có thể tiếp cận với số lượng lớn một cách rất dễ dàng. Đặc biệt, yếu tố hóa chất độc hại là rất đặc trưng ở Việt Nam, không được đề cập trong các báo cáo của WHO. Có lẽ vì chẳng có xứ nào khác có tình trạng thức ăn bẩn tràn lan bất chấp đạo đức và pháp luật như vậy. Trong khi việc điều trị ung thư là vấn đề của y tế và chuyên khoa và các bệnh viện, việc phòng và chống ung thư là công việc của tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu, gồm dự phòng ung thư và tầm soát phát hiện sớm. Để thành công thì việc phòng chống cần phải có sự tham gia chủ động và tích cực của rất nhiều các thành viên. Có một vấn đề mà lâu nay tưởng như đã được xác nhận, đó là dầu thực vật thì tốt hơn mỡ động vật đang bị thách thức. Và gần đây có những nghiên cứu cho rằng điều này thì có thực sự tốt hay không? Dầu thực vật có thật sự tốt hơn mỡ động vật hay không cũng là câu hỏi liên quan đến vấn đề này. Và đây là nhan đề bài đăng trên báo Tuổi Trẻ trang 28 và 29. Quảng cáo trên truyền hình và thông thường vẫn nói là dầu thực vật có lợi cho sức khỏe hơn. Tuy nhiên thì không ít nghiên cứu đã được thực hiện về vấn đề này. Những nhà nghiên cứu theo dõi một nhóm có khoảng 9.400 người sống ở viện dưỡng lão và bệnh tâm thần, một số được duy trì chế độ ăn thay thế chất béo bão hòa với dầu bắp. Nghiên cứu gốc được xuất bản năm 1989, nhưng toàn bộ dữ liệu đi kèm, không hiểu vì sao vẫn được giấu kín tới tận thời điểm này. Một số học giả đã phân tích các dữ liệu và thấy rằng trong khi đúng là những người thay thế chất béo bão hòa bằng dầu thực vật giảm được lượng cholesterol, nhưng điều này không đồng nghĩa với tỷ lệ tử vong vì bệnh tim mạch ở họ giảm đi. Nghiên cứu gốc cũng nói rằng không có khác biệt nào giữa các nhóm tham gia nghiên cứu về những sự cố liên quan tới hệ thống tim mạch, tử vong do bệnh về tim mạch và tỷ lệ tử vong nói chung. 458 người đàn ông tuổi 30 đến 59 từng bị bệnh về tim mạch đã tham gia nghiên cứu và trong số họ 16% thay mỡ động vật với dầu thực vật trong thực đơn hàng ngày tử vong vì bệnh tim, trong khi chỉ 10% những người không thay đổi thực đơn chết vì chứng bệnh đó. Vừa rồi cũng là phần điểm báo sáng nay của chúng tôi và chương trình sẽ tiếp tục với một số thông tin trong nước đáng chú ý khác. Thưa quý vị, liên quan đến vụ Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Vũ Tiến tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình kỷ luật buộc thôi học 6 tháng đối với 3 học sinh với nguyên nhân được cho là do ba này đã tẩy bậy ở trường đã khiến cho dư luận xôn xao. Ngày hôm qua, phóng viên của VTC14 đã có mặt tại Thái Bình để tìm hiểu sự việc cũng như là lắng nghe câu chuyện của chính những người trong cuộc. Câu chuyện ba học sinh bị đuổi học vì tẩy bậy đã làm xôn xao cả trường cấp 2 với 18 lớp và hơn 500 học sinh. Chuyện đuổi học vì học sinh phạm lỗi không phải xảy ra lần đầu tại ngôi trường này, nhưng theo hiệu trưởng nhà trường, không phải vì lý do tẩy bậy mà các em bị đuổi học. Đã 5 lần các em học sinh này đã dùng sơn, dùng bút viết vẽ bậy những nội dung vu khống, vu cáo các thầy cô giáo trong trường, rồi quan hệ bất chính, tham ô, tham nhũng, rồi là một số những cái thông tin ở trên tường. Và đặc biệt hơn là các em học sinh đã 2 lần các em đã dùng tờ rơi, dùng tờ rơi để các em sẽ rải tờ rơi và phân phát tờ rơi tới phụ huynh học sinh cũng như ở khu vực chợ Bồng và khu vực cổng ủy ban, làm ảnh hưởng đến danh dự của các thầy cô giáo. Và toàn bộ những nội dung này là nội dung tố cáo vu khống cho nhà trường, mà thầy cô trong xã hội là người ta tôn trọng nhất. Mà đã tôn trọng rồi mà không có nhà các cháu còn làm những điều như thế thì nếu như con tôi thì tôi cũng phải chấp nhận cái hình thức đó. Chuyện đã xảy ra từ năm ngoái, nhưng đến nay, sau gần nửa năm, nhà trường mới có quyết định chính thức về việc buộc thôi học với ba học sinh, khiến cho gia đình các em bức xúc, viết đơn cầu cứu Bộ Giáo dục Đào tạo. Đây là tôi muốn là bây giờ là đình chỉ con tôi hai tuần rồi, thế bây giờ trong vòng nửa năm là coi như không có gì cả nữa, thế là đương nhiên cái đùng một phát là coi như là lại đình chỉ con tôi 6 tháng. Thì tôi nghĩ về là tôi bức xúc lắm. Nhà trường thì cho biết, do những hành động sai trái của các em học sinh này có liên quan đến các nội dung tố cáo nhà trường, nên cơ quan công an cũng như thanh tra liên ngành đã vào cuộc.
đến giữa tháng 4 năm nay mới có kết luận chính thức, vì vậy hội đồng kỷ luật mới ra quyết định. Kỷ luật đây, trong cái trường hợp này, kỷ luật nó lại là mang tính chất là giáo dục và thuyết phục. Giáo dục ở chỗ là để cho các em nhận ra lỗi lầm, và những em học sinh mà có những biểu hiện tiêu cực như thế thì sau này cũng đã là bài học để cho mình. Và một bài học nữa cho chúng tôi đó là bài học công tác quản lý. Hội đồng kỷ luật chúng tôi cũng trăn trở lắm chứ không phải không, nên về vấn đề thay đổi là chắc chắn là sẽ không. Em cá biệt thì với cần các cô, các thầy cô dạy, chứ bây giờ các thầy các cô cứ coi em là học sinh cá biệt thì ai cũng coi em học sinh cá biệt vậy, thì nói chung là em cũng không còn một cái tư tưởng gì về học hành nữa. Giáo dục con em là việc cần sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình. Nhưng khi mà sự phối hợp này lỏng lẻo, thì điều trước mắt ai cũng nhận thấy là sự nghiệp đèn sách của các em học sinh này đã phải tạm thời gác lại. Làm thế nào để học sinh thích học tiếng Việt và dạy tiếng Việt hiệu quả trong nhà trường? Năm học 2011-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương áp dụng cách dạy học theo tài liệu Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục để nâng cao chất lượng giảng dạy môn học này. Trong quá trình triển khai, tài liệu này đã được giáo viên và học sinh đón nhận rất hào hứng. Ghi nhận sau sẽ giúp quý vị và các bạn hình dung rõ hơn. Từ việc thử nghiệm ở một số trường, lớp thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều học sinh là con em các dân tộc thiểu số, Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục đã mang lại kết quả khả quan và ngày càng được nhân rộng trên tinh thần tự nguyện của các địa phương. Năm học 2014-2015 đã được triển khai ở 42 tỉnh, thành phố với gần 400.000 học sinh tham gia. Gần đây thì tôi có nhìn nhận và tổng kết lại thì tôi gọi bằng 6 chữ như thế này. Tức là cái phương án Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục được triển khai ra thì nó đảm bảo an toàn, phát triển và yên tâm. Đây là một giải pháp tạo điều kiện cho trẻ em học tốt tiếng Việt ngay từ lớp 1, lớp học đầu đời. Từ đó giúp các em học sinh học tốt các môn học khác và hình thành chuẩn mới về đọc và viết dành cho học sinh lớp 1, hướng dẫn đến việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học. Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục đã giúp cho học sinh người dân tộc nhanh biết đọc, biết viết, không tái mù, giúp các em học tốt hơn ở các lớp trên để hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục. Học sinh có năng lực sử dụng tiếng Việt, viết chữ đẹp và có nhu cầu, hứng thú học tập, có tư duy, có trách nhiệm cho học tập và bước đầu hình thành một số phẩm chất nhân cách. Qua cái việc học theo chương trình công nghệ giáo dục, các em cũng rất là tự tin và phát huy được những cái năng lực cũng như là các cái phẩm chất của mình. Đối với giáo viên, do có bản thiết kế, do vậy sự sai lệch của giáo viên không nhiều. Giáo viên chúng tôi không phải là những người là giáo viên xuất sắc, nhưng đều làm được những điều mà ý tưởng của thiết kế truyền tải cho các em, và đặc biệt là kiểm soát được quy trình của các em làm việc. Chương trình công nghệ giáo dục về nội dung, kiến thức rất minh bạch, tỏ tường và rất gần gũi các em. Nhưng các em phải đến trường học được thì các em sẽ hiểu cốt lõi của vấn đề. Thứ hai là về phương pháp dạy thì đã tiếp cận với cái sự đổi mới về phương pháp dạy để đáp ứng với cái yêu cầu đổi mới hiện nay. Cho nên chúng tôi thấy chương trình Tiếng Việt một Công nghệ giáo dục nói riêng và chương trình công nghệ giáo dục là có thể áp dụng để phù hợp với công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Rất nhiều học sinh được học chương trình Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục, các em không chỉ đọc thông viết thạo, nắm chắc kiến thức ngữ âm, nắm chắc luật chính tả, mà các em rất thích đến trường. Bởi đó các em cảm nhận được đi học là hạnh phúc và mỗi ngày đến trường náo nức một niềm vui. Hơn thế, khi dạy môn Tiếng Việt 1 theo phương pháp công nghệ giáo dục, rất nhiều giáo viên đã có một tay nghề vững vàng, cũng như củng cố thêm niềm tự hào và trân trọng hơn nghề dạy học của mình. Thực tiễn triển khai đã khẳng định giải pháp Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục cho học sinh dân tộc nói chung và học sinh đầu cấp tiểu học nói riêng là một giải pháp có kết quả tốt trong việc nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Việt. Giải pháp này không chỉ giúp học sinh có phương pháp tư duy ngôn ngữ, nâng cao năng lực sử dụng tiếng Việt, mà còn có giá trị như một giải pháp đổi mới phương pháp giáo dục và phương pháp quản lý cho giáo viên và xây dựng mối quan hệ học tập hiện đại trong nhà trường. Trong dịp cuối tuần này, nhiều người dân và du khách khi đến với cố đô Huế đã có dịp được chiêm ngưỡng những bảo vật vô cùng quý giá trong hoàng cung từ thời Nguyễn. Đây là một trong những hoạt động sớm để chào mừng Festival Huế 2016 đang diễn ra rất gần.
Đến với trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, người dân và du khách có dịp tận mắt nhìn thấy kim ấn Triều Nguyễn thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Kim ấn biểu thị cho quyền lực tối cao của hoàng đế và của cả triều đại, gắn liền với những sự kiện trọng đại của đất nước dưới thời Nguyễn. Trong suốt 143 năm tồn tại, Triều Nguyễn đã cho chế tác và đưa vào sử dụng hơn 100 kim ấn bằng vàng và bằng ngọc dùng trong các hoạt động hành chính của triều đình. Bên cạnh đó, kim sách là một loại thư tịch cổ đặc biệt được làm bằng vàng, ghi lại những sự kiện trọng đại của triều đình dành cho hoàng đế hoặc hoàng hậu. Những bảo vật quý giá thêm một lần nữa khẳng định những giá trị di sản Huế xưa mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam. Triển lãm bảo vật hoàng cung, kim ấn và kim sách thời Nguyễn được công chúng đánh giá là một chuyên đề trưng bày mới, hấp dẫn thú vị đối với du khách tham quan, nghiên cứu, học tập. Nhằm tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh tại các điểm du lịch, Vũng Tàu sẽ cấm ăn uống buôn bán trên bãi biển từ ngày 26 tháng 4. Đây có thể xem là một động thái mạnh mẽ của chính quyền địa phương để tạo hình ảnh đẹp trong mắt du khách ngay trước kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 tới. Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu vừa có công văn yêu cầu các hợp tác xã du lịch tắm biển, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch di chuyển phương tiện, dụng cụ phục vụ ăn uống như xe đẩy, quầy sạp, bếp ra khỏi bãi biển. Kể từ ngày 26 tháng 4, các doanh nghiệp, hợp tác xã không được tổ chức nấu nướng, buôn bán, ăn nhậu trên bãi biển. Trước mắt, các điểm kinh doanh sẽ được sắp xếp vào chợ du lịch Vũng Tàu để bán. Trường hợp nào vi phạm sẽ bị các lực lượng chức năng tịch thu đồ nghề và xử phạt tùy theo mức độ. Theo lãnh đạo địa phương, xét về luật giao thông đường bộ, các hộ buôn bán đã vi phạm lấn chiếm lòng lề đường. Ngoài ra, việc kinh doanh ăn uống trên bãi biển cũng không hề có giấy phép. Ngoài việc cấm các đơn vị kinh doanh, lãnh đạo thành phố Vũng Tàu cho biết sẽ vận động du khách không mang rượu bia tổ chức ăn nhậu xả thải rác tại khu vực bãi biển nơi công cộng. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm 130 năm ngày quốc tế lao động, địa phương này sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 4 địa điểm để phục vụ cho người dân. Cụ thể, tại khu vực nóc hầm vượt sông Sài Gòn tại hầm Thủ Thiêm, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa tầm cao. 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp được tổ chức tại công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11, huyện Củ Chi và huyện Cần Giờ. Thời gian thực hiện từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30 tháng 4 năm 2016. Vị trí đẹp để ngắm pháo hoa tại khu vực ven sông Sài Gòn giữa bến Vân Đồn và bến tàu cánh ngầm. Bởi lẽ tại đây, mọi người sẽ được thưởng thức khung cảnh huyền ảo trên bầu trời ở hầm Thủ Thiêm. Bên cạnh đó, gió thổi vào từ sông Sài Gòn cũng sẽ làm vơi bớt phần nào không khí ngột ngạt đông đúc của ngày lễ. Cũng trong dịp này, ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức nhiều hoạt động, chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân như triển lãm ảnh tại các trục đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi và cung văn hóa lao động quận 1, chương trình nghệ thuật tại sân khấu Sen Hồng, công viên 23 tháng 9 tại quận 1. Thuở bé không ai là không bị thu hút bởi những trang sách chứa đựng những câu chuyện phiêu lưu kỳ thú. Những thám tử tài ba, những anh hùng dũng cảm, những kho báu hay những cuộc rượt đuổi kỳ thú, tất cả đều trở nên sống động trong ký ức tuổi thơ của mỗi người. Bởi vậy mà tuần này chúng tôi giới thiệu tới quý vị bộ sách tuyển chọn các tác phẩm kiệt xuất của những tác giả nổi tiếng trong kho tàng văn học thế giới. Đảo Dấu Vàng, Những Cuộc Phiêu Lưu của Sherlock Holmes, Những Cuộc Phiêu Lưu của Huckleberry Finn, Hai Vạn Dặm Dưới Biển là các tác phẩm thuộc bộ sách này. Lắc. Câu chuyện được Guinevere xây dựng xung quanh linh hồn của Nautilus, thuyền trưởng Nemo. Vị thuyền trưởng căm ghét những cảnh bất công đầy rẫy trong xã hội, những sự áp bức bóc lột của giai cấp tư sản đối với nhân dân lao động. Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển là một trong những tác phẩm thành công nhất của nhà văn Pháp Wagner. Nó đã góp phần hướng biết bao nhiêu thanh thiếu niên tiến vào khoa học và bao người sau này đã trở thành những nhà hải dương học, ngư học và chế tạo tàu ngầm. Về số phận của Huckleberry Finn, một cậu bé luôn nỗ lực đấu tranh để khỏi trở thành một người của giai cấp thượng lưu quý tộc, và số phận của Jim, một thanh niên da đen nô lệ mà Huckleberry Finn đã tìm mọi cách giúp đỡ để
Vâng thưa quý vị, đó là những tác phẩm không còn xa lạ với nhiều người trong số chúng ta. Và dù đã ra đời nhiều thế kỷ trước, chúng vẫn đáng được người lớn chúng ta tìm đọc hoặc mua về cho những đứa trẻ ở nhà. Bởi trong những trang viết như vậy, chứa đựng những câu chuyện về tình người, về lòng dũng cảm, công lý, niềm tin và sự hướng thiện. Đó là những điều mà giá trị của chúng không bao giờ phai nhạt theo thời gian. Vâng và thưa quý vị, liên quan đến văn hóa đọc thì tuần qua là một tuần sôi nổi với nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4. Tại Hà Nội thì đáng chú ý nhất là Hội sách Công viên Thống Nhất. Tại sự kiện này đã có nhiều tác phẩm được giới thiệu tới công chúng và một trong những ấn phẩm nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc trong ngày đầu ra mắt chính là Lỗi ở yêu thương, Về nhà với mẹ của chàng ca sĩ trẻ Thanh Duy Idol cùng mẹ của mình. Cuốn sách đã góp thêm vào trào lưu hiện nay đó là nhiều nghệ sĩ cho ra mắt chính sách của mình. Vâng, Thanh Duy được biết đến bắt đầu từ năm 2008 khi mà chàng ca sĩ này tham gia chương trình Việt Nam Idol. Với mái tóc màu hồng đặc trưng, khuôn mặt trong sáng, Thanh Duy được biết đến với khả năng biến hóa trên sân khấu và với một cái giọng hát rất là đặc trưng. Và bây giờ thì xin được mời quý vị hãy cùng phóng viên của chương trình trò chuyện với chàng ca sĩ trẻ này để cùng hiểu hơn về lý do mà chàng ra sách và cuốn sách có ý nghĩa thế nào với anh và gia đình anh. Xin chào Thanh Duy, tôi thấy rằng rất là nhiều nghệ sĩ khi mà quyết định là ra mắt sách thì họ có thêm một cái sự lo sợ, đó là dường như cái cuộc sống đời tư của họ bị phơi bày đối với tất cả mọi người. Thực ra là những gì Duy viết trong sách là hầu như là 98% là sự thật. Và bản thân Duy là một cái người Duy là người sống mà gọi là ruột để ngoài da, tức là Duy ít khi nào che giấu về những mọi thứ lắm. Duy nghĩ gì Duy nói đó, có sợ người ta hiểu nhiều về mình quá không á. Duy thấy là một cách để người ta hiểu mình cũng hay mà. Chỉ là Duy không có che giấu gì nhiều đâu. Duy là một người sống thật và Duy cũng ít khi nào vẽ ra cho mình một cái gọi là một cuộc sống màu hồng để cho mọi người thấy về ngưỡng mộ mình. Không có, Duy vẫn có những cái vấp ngã, Duy vẫn có những cái mà mình đã trải qua mà mình cảm thấy không có được suôn sẻ, và Duy cũng chia sẻ điều đó. Và qua những cái vấp ngã đó Duy học được điều gì, thì Duy nghĩ là với những cái điều như vậy thì những cái bạn khán giả của Duy, đặc biệt là những khán giả của Duy là những bạn trẻ nữa, họ nhìn vào thần tượng của họ và họ có thể là rút ra được cho bài học cho chính mình, cũng như một người anh đi trước chỉ dạy cho những người em đi sau, kiểu như vậy thôi. Nhiều người cũng coi sách giống như là một cái tầm cao mới. Tôi thấy rằng là không chỉ có bạn đâu mà rất là nhiều nghệ sĩ hiện nay họ cũng cho ra mắt sách. Nhiều người cho rằng là cái cuốn sách của nghệ sĩ giống như là một cái sự khẳng định là họ sẽ bước sang một cái trang mới. Thực ra Duy làm quyển sách này vì mẹ nhiều hơn. Duy không mang một ý nghĩa gì đó nó vĩ mô, hay là tôi phải viết một cái gì đó mà nó phải là đau to búa lớn. Có rất là nhiều những nghệ sĩ họ ra sách thì Duy thấy là đó là một cái điều thú vị, bởi vì có thể qua quyển sách đó giúp cho khán giả của họ có thể nhìn thấy họ ở một cái góc độ khác. Và với Duy cũng vậy. Tôi thường thấy rằng người đàn ông rất ít khi họ bày tỏ cái tình cảm với mẹ. Ra Duy cũng vậy, cũng ít bày tỏ tình cảm với gia đình lắm, tức là không có nói ra. Duy đã từng làm cho ba mẹ rất là buồn vì cái sự vô tâm đó, nhưng mà sau này lớn lên rồi thì Duy có những cái cách riêng của mình để gần ba mẹ hơn. Giống như là cái việc mà Duy giới thiệu mẹ và cho mẹ đi ra mắt sách, đi khắp nơi như thế này á, là cũng là một cách để mẹ có thể, và ba cũng đi theo nữa, để ba mẹ nhìn thấy được cái cuộc sống bình thường của Thanh Duy, của Duy là như thế nào. Duy nghĩ là bất cứ một cái ông bố bà mẹ nào cũng sẽ cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà mình được sống, tuy là không sống 100% thôi, nhưng mà được sống một phần nào đó trong cái thế giới của con mình đó. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Thanh Duy. Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên tại Việt Nam, một ca sĩ phát hành bộ 3 CD độc đáo với 3 mảng đề tài khác nhau có tên là Công Nông Binh. Đó chính là nữ ca sĩ Hồng Nhung giải nhì Sao Mai Dòng Nhạc Thính Phòng năm 2009. Đây là bộ CD với rất nhiều những ca khúc nổi tiếng được đông đảo công chúng yêu thích mà Hồng Nhung gửi đến công chúng như là một lời chào mừng nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải Phóng Đất Nước 30 tháng 4 và chào mừng Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 sắp tới. Công, Nông, Binh gồm 3 CD, tiếng hát xây dựng, ngày mùa, tiếng hát người lính. Mỗi sản phẩm gồm 10 ca khúc về các giai cấp, công nhân, nông dân, quân nhân. Đây là ba lực lượng chính của Đảng, góp phần tạo nên chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành độc lập Tổ quốc và xây dựng đất nước. Những bài hát này được phối khí lại để phù hợp với thời đại, như người chiến sĩ ấy, bài ca xây dựng.
Thùy Nhung muốn là có một cái ấn phẩm, một ấn phẩm đặc biệt để kỷ niệm một cái chặng đường 15 năm Nhung bắt đầu được học nhạc và theo con đường ca hát chuyên nghiệp, và cũng là 6 năm Nhung bước ra từ cuộc thi Sao Mai đến các sân khấu lớn, nên đây là một cái ấn phẩm vô cùng ý nghĩa đối với Nhung, và với cái nội dung là hướng tới ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Cộng đồng Bình là dự án được Hồng Nhung và Cộng sự ấp ủ thực hiện trong khoảng thời gian 2 năm. Đây là sản phẩm mang nhiều tâm huyết của chính cô với sự đầu tư lớn về công sức cũng như kinh phí thực hiện, mang một ý nghĩa quan trọng cho sự nghiệp âm nhạc của mình. Bộ CD do nghệ sĩ Ninh Kiên, đồng thời cũng là chồng của Hồng Nhung sản xuất. Cái mong muốn của chúng tôi là để cái tiếng hát của Trần Hồng Nhung nó được lan tỏa sâu rộng, sâu sắc đến nhiều tầng lớp, nhiều đối tượng, nhiều ngành nghề trong xã hội. Và đấy cũng và thông qua đó thì đấy cũng là cái sự tri ân của chúng tôi, của những người nghệ sĩ, đấy là sự cống hiến và đóng góp, muốn tri ân những cái con người đã đóng góp trong cái quá trình xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Thông qua sản phẩm âm nhạc này, Hồng Nhung muốn thể hiện tình yêu đối với quê hương đất nước bằng khả năng của bản thân thông qua các sản phẩm âm nhạc. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu sự trở lại với âm nhạc của Hồng Nhung trong thời gian tới. Trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng, nhiều ý kiến trái chiều xung quanh nội dung cấm người mẫu hoa hậu chụp ảnh khỏa thân theo thông tư 01/2016 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành. Thông tin quốc tế trong chuyên mục Cuộc sống bốn phương, số người chết trong vụ động đất 7,8 độ Richter xảy ra tuần qua ở Ecuador đã tăng lên gần 650 người. Người dân Cuba hào hứng với những cảnh quay đầu tiên của Fast and Furious phần 8 được thực hiện trên đất nước của mình. Thưa quý vị và các bạn, việc thông tư 01/2016 hướng dẫn thực hiện nghị định 15/2016 ra đời không chỉ gây bức xúc cho các nhạc sĩ về câu chuyện bản quyền âm nhạc, mà còn khiến cho nhiều nghệ sĩ không khỏi bất ngờ và hoang mang là quy định cấm người đẹp, người mẫu chụp ảnh, ghi hình cá nhân mà không có trang phục. Vâng, ở đây phải hiểu cho rõ là có hai loại ảnh khỏa thân là ảnh khỏa thân nghệ thuật và phi nghệ thuật. Tất nhiên nếu khỏa thân phi nghệ thuật, ảnh dung tục thì bị cấm là điều đương nhiên. Nhưng mà khi khỏa thân một cách nghệ thuật thì tại sao lại cấm? Vấn đề ở đây là các nhà quản lý chưa phân biệt được khỏa thân nghệ thuật hay là khỏa thân dung tục là như thế nào. Vâng, thêm một nữa là quy định cấm người ta chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật thì nhiều người cho rằng đó là quy định vi phạm nhân quyền ạ. Bởi quyền thích chụp ảnh là quyền của cá nhân mỗi người, không thể đưa vào quy định pháp luật như vậy được. Vậy thì những người trong cuộc, những người bị điều chỉnh bởi thông tư này thì họ suy nghĩ thế nào? Phóng viên của chương trình đã có cuộc trò chuyện với Á quân Next Top Model Tiêu Ngọc Linh. Nhưng trước hết mời quý vị cùng theo dõi clip sau đây. Dư luận trong nước từng bất ngờ và phản ứng dữ dội trước bộ ảnh khỏa thân về môi trường của người mẫu Ngọc Quyên. Hay khỏa thân bên ngựa để bảo vệ thiên nhiên hoang dã của Thùy Linh. Thậm chí lên án gay gắt bộ ảnh Xuân Thì mặc cũng như không của Hoa hậu Mai Phương Thúy. Có lẽ đây chính là nguồn căn và cơ sở để ra đời thông tư số 01, trong đó có quy định về chi tiết hành vi người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, người đạt danh hiệu trong các cuộc thi người đẹp, người mẫu không được thực hiện, bao gồm chụp ảnh, ghi hình ảnh cá nhân không có trang phục hoặc sử dụng trang phục phản cảm và vô ý hoặc cố ý lưu hành trên mạng viễn thông. Tuy nhiên, chụp ảnh khỏa thân hay như cách gọi của thông tư 01 là không có trang phục của người mẫu, người đẹp lại không chỉ đơn thuần là những tấm ảnh gây bão như trên, mà với những nhiếp ảnh gia, ảnh nude là một loại hình nghệ thuật đỉnh cao mà không phải ai cũng có thể làm được. Điều này thế giới đã khẳng định. Phản ứng trước quy định này, nhiều nhiếp ảnh gia như Thái Phiên hay Dương Quốc Định tỏ ra bức xúc, thậm chí cho rằng nghệ thuật mà bị bó hẹp như vậy chắc nhiều người sẽ buông máy. Giải đáp thắc mắc chụp ảnh khỏa thân có được coi là hành vi phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục không, ông Phan Đình Tân, người phát ngôn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lý giải. Việc tranh luận ảnh khỏa thân như thế nào được coi là ảnh khiêu dâm và ảnh khỏa thân như thế nào được coi là ảnh nghệ thuật là cả vấn đề phức tạp. Nhưng điều này rất khó để phân biệt rạch ròi, cho nên ảnh khỏa thân nghệ thuật trên thế giới người ta vẫn được phép sử dụng, còn thuần phong mỹ tục của Việt Nam đến đâu thì chúng ta phải chấp hành đến đó.
xin chào Kim Ngọc Linh. Bạn đón nhận cái nội dung của thông tư số 01 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về cái hành vi là cấm người mẫu, nghệ sĩ biểu diễn và người đẹp có danh hiệu trong cái việc phổ biến và chụp ảnh nude như thế nào. Bạn có đồng tình với cái quy định này không? Mình cũng cảm thấy là nó hơi bất công, bởi vì rõ ràng như là bản thân Linh thì Linh rất là yêu quý chị siêu mẫu Minh Triệu chẳng hạn. Chị là một người mẫu rất là nóng bỏng và hầu như là chị cũng đã có những cái shoot hình nude khá là nhiều ấy. Nhưng mà những cái shoot hình như thế thì nó không hề dung tục hay phản cảm, mà thậm chí là nó phải là một cái người mẫu đẳng cấp như thế nào thì người ta mới có thể feel nghệ thuật và người ta mới người ta mới thể hiện được rõ cái concept đến như thế. Thì theo bản thân Linh thì cái thông tư này đúng là nó có một phần là nó sẽ giúp xóa bỏ hoặc là ngăn chặn những cái hành vi của một số bạn lợi dụng những cái shoot hình mà nó mang tính hơi nhạy cảm này để có thể làm nổi danh của mình lên. Thì đúng là một phần đấy là mặt tốt của nó, thế nhưng mà mặt xấu của nó thì nó lại dập đi những cái nghệ thuật chân chính của những người mẫu chân chính. Tôi nghĩ rằng là cái việc mà để phân biệt rõ cái ranh giới giữa đâu là ảnh nghệ thuật và đâu là ảnh phản cảm dung tục ấy khá là khó khăn, bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái sự cảm nhận của mỗi người cũng như là cái con mắt thẩm mỹ riêng. Vậy thì khi mà cái quy định này được ban hành ý, mà lại nhằm vào những cái người mẫu người đẹp mà có danh hiệu như bạn, bạn có cảm thấy khó khăn cho việc bạn làm nghề không? Đúng là cái ranh giới của nó rất là mong manh. Thì nó cũng tất cả mọi thứ thì Linh thấy là trong xã hội bây giờ thì do cái sự tiếp cận thông tin của mọi người thì khá là thấp, và đồng thời thì cái khiếu thẩm mỹ của mỗi người thì lại khác nhau, và cái đấy thì nó rất là khó để xác định xem cái nào là cái đúng, cái nào là cái sai. Linh nghĩ là những người mẫu nào mà có cái tâm với nghề và người ta hành động đúng đắn theo cái tâm của người ta và cái khả năng của mình, thì khi mà làm những việc đấy thì người ta không cảm thấy xấu hổ hay là không cảm thấy là mình đã vi phạm đạo đức của nghề, thì hãy cứ tiếp tục làm. Còn những cái người mà con sâu làm rầu nồi canh thì chắc chắn là mình không thể nào mà mình dập tắt được hết. Tôi thấy là nội dung của thông tư khá là quyết liệt trong cái việc mà cấm người mẫu rồi hoa hậu và những người đẹp có danh hiệu chụp và phổ biến ảnh nude. Bạn có quyết tâm thực hiện những cái tấm ảnh nude nếu như được yêu cầu ở trong nghề không? Linh từ trước nay, Linh là một người mà hành động thì khi mà mình làm cái việc mà mình không cảm thấy xấu hổ với bản thân thì mình cũng không sợ người ngoài nói gì cả. Nếu như mà bạn mà sợ cái ý kiến của dư luận hay là sợ những ý kiến của người ngoài, thì kể cả như là làm nghệ thuật hay là làm kinh tế hay làm bất cứ một việc gì thì bạn sẽ không thể nào mà làm theo ý của mình được, và cũng khi mà không có hành động thì chắc chắn là không có kết quả khác biệt, đúng không ạ? Và mình tin là cái nhận định của mình đúng, và khi mà mình đã làm thì mình sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Tôi muốn biết cái kịch bản mà bạn sẽ chuẩn bị khi mà bạn chụp ảnh nude mà lại bị tích còi. Nếu như mà trong trường hợp mà Linh mà chụp ảnh nude mà bị tít còi thì ok, cháu sai luật thì cháu sẽ chịu hình phạt theo đúng như là các bác đã quy định. Thế nhưng mà Linh muốn là mình đã làm như thế thì mọi người sẽ được sự công nhận từ khán giả hay là từ những người đồng nghiệp của mình, thì đấy cũng là một cái động lực hay là cái sự cổ vũ để mình có thể tiếp tục làm nghề và tâm huyết với nghề. Có lẽ với nhiều người thì cái vẻ đẹp của người phụ nữ phương Đông nằm ở cái sự ăn mặc kín đáo và nhẹ nhàng, chứ không phải là ở những cái chiêu trò cởi để nổi như hiện nay rất là nhiều bạn trẻ làm. Vậy thì cá nhân của Tiêu Ngọc Linh như thế nào? Bạn có ủng hộ những cái cách ăn mặc như thế không? Những cái trào lưu chụp ảnh cởi đồ như vừa rồi? Thì rõ ràng là lúc nào mình cũng sẽ có hai mặt của cuộc sống, đúng không ạ? Cùng một người có thể là cùng mặc một chiếc váy đấy, thế nhưng mà người ta thể hiện ra như thế nào và cái cách hành xử của người ta ra sao thì nó lại là sự khác nhau giữa từng người một. Thì cũng tương tự như là cái việc mặc thoáng hay mặc hở. Có những người mà mặc thoáng mặc hở nhưng mà người ta không có ý định show, người ta không có định quyến rũ ai hay là vẽ vãn ai, thì chuyện đấy rất là bình thường. Rõ ràng bây giờ bạn nhìn thấy là ở đi trên đường thì các bạn Tây các bạn đã ăn mặc rất là phóng khoáng, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái ý định của người ta thì không hề có ý định xấu xa gì cả. Thế nhưng mà đúng là vẫn có những cái trường hợp là những bạn là đã lợi dụng những cái như thế để có thể làm nổi hình ảnh của bản thân lên, hoặc là do nhận thức của người ta chưa đủ để người ta biết đấy là xấu hay là đấy là không tốt. Mình nghĩ là cái đấy thì phải phụ thuộc vào cả các bác ở trong bộ truyền thông và văn hóa để có thể phổ cập ra được cho mọi người về, thứ nhất là về khiếu thẩm mỹ này, thứ hai là về cái làm như thế nào để là người có văn hóa. Xin được cảm ơn Kim Bảo Linh về cuộc trò chuyện.
Ở phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số những thông tin và sự kiện dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 24 tháng 4. Green Earth, Trái đất xanh, một chương trình nâng cao ý thức bảo vệ môi trường dành cho trẻ em và các bậc cha mẹ sẽ được tổ chức vào 9 giờ ngày hôm nay tại công viên Bách Thảo. Đây là sự kiện hưởng ứng ngày Trái đất 22 tháng 4. Đến với chương trình, các em sẽ được tham gia nhảy flatmode, dân vũ rửa tay, xem trình diễn thời trang từ những siêu mẫu nhỏ tuổi với những trang phục làm từ các nguyên liệu tái chế, thi vẽ tranh chủ đề Trái đất xanh trong mắt em. Nhân kỷ niệm 41 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước, bắt đầu từ ngày hôm nay đến hết ngày 1 tháng 5, sẽ diễn ra hội chợ công thương Duyên Hải Nam Trung Bộ, Khánh Hòa 2016. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại, quy mô dự kiến khoảng 350 gian hàng trên cả nước về tham gia. Trong thời gian qua, kỷ lục gia trí nhớ Thạc sĩ Dương Anh Vũ đã thuyết giảng qua hàng trăm chương trình ở trong và ngoài nước, thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Với mục tiêu đánh thức tiềm năng trí não của con người, đồng thời giúp định hướng tư duy, củng cố niềm tin, kỷ lục gia trí nhớ lần đầu tiên tổ chức buổi hội thảo đột phá trí nhớ tại thành phố Đà Nẵng trong ngày hôm nay. Đến với hội thảo, bạn sẽ hiểu bộ não của chính mình nhiều hơn, đồng thời sẽ tiếp cận với những phương pháp nâng cấp bộ nhớ hiệu quả. Ngày hôm nay, gala âm nhạc vinh danh các tác giả, tác phẩm nổi tiếng mang tên Tình khúc vàng son một thuở. Lần đầu tiên được tổ chức với những tuyệt phẩm của các nhạc sĩ Phạm Duy, Nguyễn Ánh Chín, Ngô Thụy Miên, Anh Bằng, Lam Phương sẽ được diễn ra tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô. Đặc biệt, ba giọng ca vàng nổi tiếng nhà họ Lữ, Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Lưu Bích sẽ tái hợp trên sân khấu thủ đô trong đêm gala vàng son một thuở, vinh danh những nhạc phẩm bất hủ. Sau khi gây bão với MV được mệnh danh là đẹp nhất từ trước đến nay phát hành vào đúng ngày 1 tháng 4 vừa qua, họa mi tóc nâu Mỹ Tâm sẽ lần đầu tiên thực hiện đêm nhạc lấy chính tên ca khúc trên làm chủ đề Hãy về với nhau tại phòng trà MTV của Mr. Đàm vào tối hôm nay. Góp mặt trong đêm nhạc đặc biệt của Mỹ Tâm còn có học trò của cô ở giọng hát Việt là Đào Ngọc Giang với các giọng ca trẻ như Ngọc Trâm, Triệu Long, Nhật Yến, Vũ Phương, nhóm Fly. Con số người chết trong vụ động đất 7,8 độ Richter xảy ra tuần vừa qua mà Tổng thống Ecuador mới thông báo trên một chương trình truyền hình đã lên đến 646 người. Ngoài ra thì hiện vẫn còn 130 người mất tích và hơn 12.000 người bị thương. Vụ động đất xảy ra cách đây hơn một tuần được xem là thảm họa tồi tệ nhất trong gần 7 thập kỷ của Ecuador. Mặc dù con số thương vong không thể so sánh với vụ động đất Ambato khiến 5.050 người chết, vụ động đất mới nhất cũng gây ra thiệt hại đáng kể cho nước này. Ngoài con số 646 người chết, 130 người mất tích, hơn 12.000 người bị thương, gần 7.000 tòa nhà đã bị phá hủy và khiến 26.000 người phải sống trong những nơi ở tạm. Thiệt hại của Ecuador ước tính vào khoảng 2-3 tỷ đô la Mỹ. Giới chức nước này cho hay công tác tái thiết đất nước sau trận động đất có thể tốn đến hàng tỷ đô la Mỹ và kéo dài tới vài năm. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Mexico Pemex cho biết, tính cho đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy hóa dầu ở miền đông nam Coatzacoalcos đã tăng lên 28 người. Trong số 28 người thiệt mạng, phía cảnh sát Mexico đã xác định được danh tính của 25 thi thể, trong khi 18 người bị thương khác hiện vẫn đang được điều trị trong bệnh viện. Trước đó vào ngày 20 tháng 4, một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy hóa dầu sản xuất nhựa, gây ra cột khói đen cao đến hàng trăm mét và nồng nặc mùi khí amoniac. Tập đoàn Dầu khí hiện đang tiến hành dọn dẹp hiện trường vụ nổ. Cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra vụ nổ trên. Vào hôm qua ngày 23 tháng 4, một vụ nổ khí ga lớn đã làm rung chuyển một khu dân cư ở vùng Otter-Normandy, miền Bắc nước Pháp, khiến ít nhất một người thiệt mạng và 4 người bị thương. Vụ nổ xảy ra tại khu dân cư ở thị trấn Nonacot, Otter-Normandy, miền Bắc nước Pháp. Vụ nổ đã khiến cho một tòa nhà trong khu dân cư bị đổ sập. Lực lượng cảnh sát ngay lập tức đã có mặt sơ tán người dân và phong tỏa khu vực này. Theo thông tin từ phía cảnh sát, ít nhất 30 người đã được sơ tán khỏi hiện trường. Khoảng 140 nhân viên cứu hỏa, các đội xe cứu thương và 4 máy bay trực thăng được điều động tới hiện trường để cấp cứu người bị thương và tìm kiếm 3 người hiện vẫn đang mất tích. Cho tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra vụ nổ khí ga này. Cảnh sát bang Georgia của Mỹ vào ngày hôm qua 23 tháng 4 cho biết đã tìm thấy thi thể của nghi phạm trong vụ xả súng giết chết 5 người tại hạt Columbia. Đồng thời nghi ngờ tên này đã tự sát ngay sau vụ xả súng đẫm máu. Theo giới chức hạt Columbia, nghi phạm được xác định là Wayne Anthony Howard, 50 tuổi.
Cảnh sát nghi ngờ động cơ gây án liên quan tới bạo lực gia đình. Mặc dù chưa rõ lý do cụ thể, nhưng giới chức cho biết nghi phạm biết rõ những nạn nhân của hắn. Vụ xả súng xảy ra vào đêm ngày 22 tháng 4 tại Upland ở hạt Columbia, bang Georgia, khiến 4 người tử vong tại chỗ và 1 người chết tại bệnh viện sau đó. Vụ xả súng ở Georgia xảy ra chỉ chưa đầy một ngày sau vụ xả súng kiểu hành quyết kinh hoàng tại Mỹ hôm 22 tháng 4, khiến cho 8 người trong một gia đình thiệt mạng. Năm nay đã là năm thứ 12 Peru tổ chức cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế trẻ nhằm tìm kiếm những gương mặt mới triển vọng cho sự phát triển của nền thời trang tại quốc gia Nam Mỹ này. Với những thiết kế độc đáo, sáng tạo, 10 nhà thiết kế trẻ đã vượt qua hàng nghìn đối thủ khác để bước chân vào vòng chung kết kéo dài 3 ngày được tổ chức tại thủ đô Lima của Peru. Với những bộ sưu tập độc đáo từ hai chất liệu chính là cotton và len alpaca, 10 nhà thiết kế được chọn đã cho thấy tài năng thiết kế đầy triển vọng, gây bất ngờ cho các giám khảo của cuộc thi. Nhờ vào bộ sưu tập thu đồng ấn tượng mang tên Niềm cảm hứng từ tình yêu với biển, Vania Tafur, nhà thiết kế và kiến trúc sư 27 tuổi đến từ thành phố ven biển Trujillo, đã xuất sắc trở thành người thắng cuộc tại cuộc thi năm nay. Qua bộ sưu tập này, tôi muốn tất cả mọi người thấy được rằng con người và quá trình đô thị hóa đã ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào tới thiên nhiên, đặc biệt là biển. Tôi mong muốn mọi người có thể bảo vệ biển và các bãi biển. Ngoài Vania Tafur, biển cũng đã trở thành cảm hứng trong nhiều bộ sưu tập của các nhà thiết kế tham dự cuộc thi năm nay như Claudia Jimenez, Armando Casanova, Lucia Cuba. Nhờ chiến thắng này, Tafur nhận được một khóa đào tạo kéo dài một tháng tại Học viện Công nghệ Thời trang tại Trung Quốc. Cuộc thi năm nay được tổ chức trong khuôn khổ hội chợ triển lãm Peru Moda và Peru Gift 2016 tại trung tâm hội nghị ở San Borja, Lima. Đối với dịch vụ máy bay cứu thương của Đan Mạch, hệ thống định vị vệ tinh EGNOS được xem là một yếu tố không thể thiếu, hay thậm chí còn được xem như là một vị cứu tinh trên bầu trời. Nhờ có hệ thống này, các chuyến bay cứu thương trở nên an toàn hơn rất nhiều lần so với hệ thống GPS trước đây dù thời tiết xấu. Dịch vụ máy bay cứu thương Danish Air Ambulance có trụ sở tại Billund, Đan Mạch là một trong những cơ quan đầu tiên sử dụng hệ thống định vị vệ tinh mới của châu Âu mang tên EGNOS. Trước khi sử dụng hệ thống EGNOS, cơ quan dịch vụ y tế này đã gặp phải 300 sự cố liên quan đến định vị vị trí trong điều kiện thời tiết xấu, tương đương khoảng 10% mỗi năm. Theo đó dẫn đến nhiều trường hợp nguy hiểm cho sức khỏe của bệnh nhân, thậm chí là tử vong. Nếu không có tín hiệu vệ tinh, các chuyến bay của chúng tôi sẽ không thể đưa bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời. Điều này sẽ vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng của các bệnh nhân. Được biết, hệ thống EGNOS sử dụng 3 vệ tinh và 34 trạm mặt đất để thu hẹp độ chính xác mặt bằng của GPS trong phạm vi 7 mét và nâng cao tính chính xác của độ cao để giúp cho các phi công trong quá trình bay và hạ cánh. Theo đó, EGNOS sẽ ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu và có thể định vị cũng như cung cấp chính xác vị trí cho các phi công hơn là hệ thống GPS trước đây. EGNOS là một dự án hợp tác của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA, Ủy ban Châu Âu và Cơ quan Kiểm soát Không lưu Eurocontrol. Với khoảng 18 triệu mô hình xe được thiết kế kể từ khi thành lập, Vespa thực sự đã làm nên tên tuổi và vị thế của mình trên toàn thế giới. Và năm nay, những nhà sáng lập hãng xe danh tiếng này vui mừng kỷ niệm tròn 70 năm hình thành phát triển để trở thành biểu tượng của nước Ý, biểu tượng của sự trẻ trung và lãng mạn. Để chào mừng sinh nhật lần thứ 70, các nhà sáng lập hãng xe danh tiếng này sẽ tổ chức một buổi triển lãm các mô hình xe Vespa từ năm 1946 đến nay tại Pontedera, quê hương của Vespa. Trải qua lịch sử phát triển 70 năm, những chiếc xe Vespa dường như vẫn giữ được những nét thiết kế nguyên bản từ những ngày đầu thành lập. Chính điều này đã tạo nên sự đa giá của dòng xe này. Vespa không chỉ là phương tiện, đó là nghệ thuật, là phong cách và lối sống của người Italia. Mỗi chiếc Vespa thực sự sẽ trở thành đại diện cho chính chủ nhân của nó. Đó chính là những gì chúng tôi đã nỗ lực đạt được trong suốt 70 năm qua. Những chiếc xe Vespa luôn khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến những con đường ngập nắng, vòng quanh những đấu trường cổ Colosseum với một cô gái Italia thanh lịch, choàng khăn lụa trong những bộ phim kinh điển. Với thiết kế cổ điển, mang biểu tượng Don Svita được đánh giá là một trong những dòng xe danh giá nhất thế giới. Chỉ riêng trong thập kỷ vừa qua, Vespa đã tăng gấp 3 doanh số bán hàng trên toàn thế giới. Hiện Vespa là dòng xe được sản xuất tại 13 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới, với gần 100 triệu chiếc xe được bán ra.
nhân dịp kỷ niệm 400 năm ngày mất của nhà văn, nhà soạn kịch vĩ đại William Shakespeare 1616-2016. Các diễn viên của vở diễn Hamlet đã hoàn thành chuyến lưu diễn trên toàn thế giới trong vòng 2 năm qua và trở về nước để có thể tham dự lễ kỷ niệm ngày mất của nhà viết kịch vĩ đại nhất nước Anh này. Dominic Drumgoo, giám đốc nghệ thuật của nhà hát Globe của Shakespeare cho biết, đoàn kịch vừa hoàn tất chương trình lưu diễn vòng quanh thế giới kéo dài trong 2 năm. Vở Hamlet, một trong những vở kịch nổi tiếng nhất của Shakespeare, đã được biểu diễn tại 200 quốc gia khác nhau, trong đó có các nước Triều Tiên, Nigeria, New Zealand, Bahamas, Ba Lan, Maroc và kết thúc tại Đan Mạch. Shakespeare viết về những gì xảy ra bên trong bạn. Ông nói về các vật dụng cá nhân, mọi thứ tình cảm, đau buồn, tình yêu, giận dữ. Ông cũng viết về cách chúng ta tổ chức cộng đồng và làm thế nào chúng ta tương tác với nhau và sống với nhau. Được biết, buổi biểu diễn cuối cùng của tour diễn thế giới Hamlet sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay, 24 tháng 3 ở London. Theo một cuộc thăm dò được thực hiện tại Brazil, Đức, Mỹ và Ấn Độ, Shakespeare nằm trong số những nhân vật tiêu biểu nhất của nước Anh. Ngoài ra, ông cũng là nhà soạn kịch được nghiên cứu, học tập rộng rãi nhất tại các trường trên khắp thế giới có môn ngôn ngữ Anh hoặc văn hóa Anh. Có thể nói Shakespeare là một đại diện văn hóa xuất sắc, có vai trò kết nối người dân Anh với người dân nhiều nước khác trên thế giới. Huyền thoại nhạc pop Prince vừa qua đời ở tuổi 57, tuy sở hữu một sự nghiệp huy hoàng nhưng lại không có ngôi sao của riêng mình trên đại lộ danh vọng Hollywood. Do vậy, những fan hâm mộ của ông đã tự tạo một ngôi sao mang tên Prince trên đại lộ danh giá này để vinh danh thần tượng của mình. Cùng với những tiếc thương mà làng nhạc và công chúng dành cho sự ra đi đột ngột của Prince, không ít fan phàn nàn, thắc mắc về việc ông chưa có tên trên đại lộ danh vọng Hollywood. Theo đó, những người yêu quý Prince đã tự vẽ một ngôi sao và chân dung Prince trên một ô trống thuộc đại lộ danh vọng Hollywood để tôn vinh những cống hiến của ông cho nền âm nhạc thế giới. Tôi cho rằng Prince xứng đáng được tôn vinh, xứng đáng được ghi tên trên đại lộ danh giá này vì những gì đã cống hiến suốt cuộc đời. Ông là một biểu tượng của nền âm nhạc và có rất nhiều người yêu mến ông. Ngoài ra, nhiều người hâm mộ khác còn tưởng nhớ Prince bằng một màn nhảy flash mob, hát những bản hit của ông trên chính đại lộ danh vọng này. Theo Business Insider, mỗi năm sẽ có 24 nhân vật nổi tiếng của làng giải trí được chọn lọc gắt gao để sở hữu ngôi sao mang tên mình trên lề đường dọc đại lộ danh vọng Hollywood. Sau khi bình thường hóa quan hệ với Mỹ, Cuba không chỉ là địa điểm thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và các doanh nghiệp của Mỹ, mà ngay cả các nhà làm phim Hollywood cũng muốn khám phá và sử dụng những phong cảnh độc đáo, tươi đẹp của đất nước Cuba cho các tác phẩm điện ảnh của mình. Trong đó có cả đoàn làm phim của series bom tấn Fast and Furious. Theo đó, các diễn viên và đoàn làm phim đã chính thức đặt chân tới thủ đô Havana để quay phần 8 của bộ phim ăn khách này. Đây cũng là đoàn làm phim Hollywood đầu tiên chọn quay ở Cuba kể từ khi dỡ bỏ lệnh cấm vận. Trước đó, vào tháng 2 vừa qua, đoàn làm phim Fast and Furious 8 cũng đã có chuyến khảo sát địa điểm cho những cảnh quay đầu tiên ở đất nước này. Việc Fast and Furious 8 được quay ở Cuba khiến cho những người dân nước này cảm thấy vô cùng phấn khích và hào hứng. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi các nhà làm phim Hollywood đã chọn đất nước tôi để quay những bộ phim của mình. Điều này cho thấy đất nước chúng tôi đã được coi trọng hơn. Tôi mong rằng họ sẽ hài lòng khi có những cảnh quay đẹp ở đây. Fast and Furious 8 tiếp tục do ngôi sao đình đám Vin Diesel thủ vai chính. Ngoài ra sẽ có sự góp mặt của ngôi sao quen thuộc như Michelle Rodriguez và Charlize Theron. Dự kiến phần mới nhất của bom tấn này sẽ chính thức công chiếu vào tháng 4 năm 2017. Ngoài Fast and Furious, Cuba cũng là địa điểm được ekip làm phim truyền hình hài hước House of Lies, tạm dịch là ngôi nhà của dối trá, lựa chọn và dự kiến sẽ quay tại thủ đô Havana. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc cho quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.